Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính ở huyện Phù Cừ là phụ xe đường dài đã được cách ly tập trung từ trước. Trường hợp này là nam, sinh năm 1986, có địa chỉ ở thôn Nhật Lễ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ. Ngày 30 tháng 7, đi cùng bệnh nhân 146.341 từ Đà Nẵng về Hưng Yên được cách ly tập trung ngay. Ngày 6 tháng 8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Như vậy đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 232 ca bệnh, nhiều nhất là huyện Yên Mỹ có 172 ca bệnh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành đợt 5 tiêm vaccine phòng COVID-19 với trên 35.000 liều. Tỉnh cũng đã phối hợp với Học viện Quân y tiêm mũi 2 thử nghiệm đợt 3 vaccine Nanocovax cho trên 4.000 tình nguyện viên tại 6 huyện thị xã. Tất cả đều đảm bảo an toàn. Vaccine này cũng vừa được Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế thẩm định đánh giá kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và giữa giai đoạn 2 là đạt yêu cầu vaccine an toàn có tính sinh miễn dịch.